phần 2 mẹ của phim bác sĩ Đạt. Bác sĩ chết, bác sĩ với cái con Si Kiêng chết vì bị tai nạn, nhưng sang phần 3 là hai đứa nó vẫn sống. Tức là xong phần 3 vẫn có hai nhân vật đấy xuất hiện. Hai nhân vật đấy xuất hiện thì con Si Kiêng vẫn tiếp tục là con đi đi lạc. Xong rồi đâu có nói là... xong lại có bác sĩ cứu, nhưng mà không phải bác sĩ kia, lại phải khác. Con Si Kiêng hoàng hậu kia quen đi, hoàng hậu kia đến hai mai năm mấy tập lâu, hai cục lâu lắm rồi. Trước có xem nhưng mà lâu quá chả nhớ. Có xem phim đấy không anh Đức? Hoàng hậu kia phim đấy lâu rồi. Phim đấy mẹ tôi thích xem, tôi cũng xem. Thế mà phim đấy mấy tập đầu nhảm lắm rồi xong. Phim đấy là một con người hầu nó đeo lên là hoàng hậu của nước Đại Đại Nguyên đấy. Nhưng một con đấy bọn em xem phim thấy con đấy nó trừng phạt của cái con kia xem đã kinh minh. Rồi xem phần 1 tí thì số 1 nó cuốn, có nhiều cái cũng khác biệt phết với nhau nhiều. Xã hội đen các kiểu mà nó không như phần 2, phần 2 là dạng hài. Phần 1 là cả giết người các thứ luôn. Phần 1 nó có cả hung thủ giết người luôn mà. Như phần 2 nổi quá nên việc nó cũng trong ra phim ít cũng chuyện y chang luôn mà. Việc là copy hết luôn. Ừ, nó copy y chang luôn, nó không khác một tí gì luôn. Lời thoại luôn, mà copy dở vãi. Thật. Lại còn chiếu trên HTV3 nữa chứ trời ạ. Tôi chẳng bao giờ xem luôn, nhưng mà xem suốt. Tôi không bao giờ xem luôn, nghe bọn nó đóng thoại, đọc thoại mình đã thấy dở vãi. Một đoạn trên TikTok ấy, mình ăn sáng lắm rồi. Trên lời thoại dở vãi. Đây là bức tranh của mình, T-pop. Thật mình đã tôn một nửa cho mọi người. Rồi thì mình sẽ hoàn thành nốt và sẽ cho mọi người kết quả của video. Nên mọi người hãy theo dõi mình nha. Mình hay đóng ấy lắm, mình hay nó... Cái con giúp việc đóng hơi đơ. Với cả cái con bé được coi được con Harry. Ờ, con đấy đóng giật chán vậy. Ờ, con đóng chán nhờ. Mà lại còn béo nữa. Nhưng Si nó còn béo gì đâu. Ngay cả bản Việt cũng... À, bản Hàn nó cũng chả mà. Được con Harry bản Hàn này, đóng hay. Con Harry... Harry bản Việt là ấy nhỉ. Bản Việt là cái con gì gì... Ngọc Bảo hay cái gì... Đúng không ta? Xưa còn nhiều phim lắm mà giờ chả hết tên. Rồi mình hát tôi nói nha mọi người. Hôm nay chỉ lục nhá. Ủa cái thằng kia tao đang bắn mày đang không kêu nữa. Đâu? Để tôi bắn rồi. Mình quay lâu lắm không thì được. Thấy không? Vãi, từ lúc em làm bây giờ mới ăn đúng một lần một trả lá lốt của anh Đức. Nhưng mà để cánh con còn 4 người nữa ha. Ui đúng kiểu 3 người solo kill với 1 người. Trận này đúng mình top 1 đánh team luôn. Nhớt tôi phá bóng kêu được anh em. Trời ơi lại không top 1 thì phí. Rồi. Nếu mà bây giờ một con người bị quái, bị bọn này bắt, bị thằng này bắt xong rồi biến thành quái vật đi, thì ông có dám giết cái bọn này không? Cái bọn người biến thành quái vật đi. Có. Thằng này nó đang dám giết cái máy xem phim. Nhầm thấy không dám giết. Thì nó có thể trả lại người.
không, nó bị biến thành cái này là nó không không thể trở lại con người. Chị đấy thì chị đi trả lại được thì ngồi kề hết ra spy spy x family rồi mới được xong hôm nay là mình sẽ thử cho mọi người xem mọi người từ từ tập 27 nó lại không còn lồng tiếng nữa nghe chán quá đâu nha mọi người tập nào spy x family ấy. Sao lồng tiếng làm gì tôi không biết xem là lồng tiếng. Ủa, lồng tiếng hay mà. Và đây chính là K-pop. À được. Sau khi mình đã tôi một án sau khi mình đã tôi xong nha. Không, bản bản đấy là thuyết minh nhầm nó, thuyết minh hay hơn bản thuyết minh là tiếng kiểu dạng tiếng Việt đúng rồi tiếng Việt nó đấy em không thích mấy khi kiểu lồng tiếng thuyết minh nhiều em chỉ đọc đọc chữ thôi họ nói lồng tiếng nghe nó không thật không xem theo theo các bạn lồng tiếng mới hút được cái phía đấy không có lồng tiếng xem xá lắm chơi bình nha hai mà mọi người ở đây đừng nói những gì còn đừng nói chơi tiếp thôi là những gì cái bộ đấy là bộ hay là tôi nghiền rất mấy năm đến giờ vẫn nghiền và chờ phần mới đợi chờ phần mới chả biết nào mới ra. Hello, xin chào mọi người, tất cả các bạn trong tâm một của mình. Hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người công bố chọn bố mẹ của Pushing cho mọi người. Đây là bà với người là và đây là ông thực sự mình không biết đi. Mình chỉ biết đây là bố mẹ Pushing thôi nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu công bố cho tất cả mọi người hãy theo dõi mình nhé. Có xem cái gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Câu câu đố của quỷ hay phép?